Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định chấp thuận gia hạn thời gian cải tạo 4 mỏ đất nông nghiệp kết hợp thu hồi vật liệu san lấp phục vụ dự án cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đến ngày 30 tháng 4 này. Việc gia hạn thời gian khai thác là do Bộ Giao thông Vận tải đã ấn định đến ngày 30 tháng 4 năm nay, dự án cao tốc Phan Thiết Dầu Dây sẽ hoàn thành. Dự án làm xong thì không còn lý do để tiếp tục khai thác đất san lấp. Tới đây qua mốc 30 tháng 4, nếu cao tốc vẫn còn thi công, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản chính thức thì tỉnh sẽ tiếp tục xem xét đảm bảo đất đắp phục vụ dự án. Tuy nhiên, theo Ban Quản lý điều hành dự án cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, thời gian gia hạn đến ngày 30 tháng 4 là quá ngắn. Do đó, Ban sẽ kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục cho thêm thời gian gia hạn để tháo gỡ nguồn đất đắp. Hiện việc thi công dự án cao tốc Phan Thiết Dầu Dây còn thiếu hơn 600.000 mét khối đất đắp để xây dựng đường dẫn lên các cầu vượt và đường gom.